Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục phục vụ cho anh em về mấy cái đầu khẩu anh em, đầu điếu đó. Thì anh em xem xong, thấy hay thì cho em xin một like. Và anh em nhớ nhấn vào cái nút đăng ký kênh anh em, để mỗi khi em đăng clip lên đó thì nó hiển thị lên cho anh em mình dễ mua đồ ha. Hay sớm, mua sớm nha anh em. Thì bên em giá trên sản phẩm hôm nay là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. Thì anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship, còn nếu như ship COD thì anh em chịu phí ship giùm em ha. Và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương thì anh em có muốn mua đồ thì anh em vui lòng mình chuyển cọc hoặc là chuyển khoản đủ cho em ha, rồi em sẽ lưu hàng. Khi nào mình chuyển hàng được thì em chuyển cho anh ha. Thì chắc cũng qua chỉ thị thì chỗ em cũng còn 7 ngày nữa là qua chỉ thị đó anh em. Đó. Rồi em cũng ghi vô chi tiết từng món cho anh em xem ha. Rồi, em vô chi tiết từng bộ cho anh em ha. Đầu tiên là anh em ha, là bộ số 1 em bán giá 350.000. Cây này là 3/8 nha anh em ha. Đó, hoạt động bình thường nha. Đó, đảo chiều còn ngon lành hết ha. Đó. Cây này dài hơn gang tay chắc tầm 2 tấc anh em ha. 350.000. Đó, em tặng cho anh em một cái đầu nối luôn nha. Đó, đầu nối này của Ton nè. Đó, đầu nối Ton da băng nè ha. Đó. Rồi, thì mấy đầu thì gồm 2 4 6 8 10 11 đầu nha anh em. Rồi, em cho anh em xem em nói số từng con luôn ha. Mấy đầu là 8 nè. Đó, KTC. Thì một số có hiệu, một số không có hiệu nha anh em. KTC 8. Rồi 7 8 nè ha. 9 nè. 19 rồi tới 11 nè. 9 10 11 12 nè. 15 nè. 14 nè. Đó, một số có hiệu và một số có hiệu nha anh em. 14 rồi 19 ha. Rồi 22. Đó. Rồi 21. À chết bà. Rồi, nếu như anh em nào chốt bộ này thì em sẽ đưa cho anh em thêm một cái đầu 17 nha anh em. Đó, 17. Số 1. À 350.000 ha. Rồi số 2. Số 2 là một cây cần của 1/4 nha anh em ha, 1/4 rất là nhỏ ha. Gang tay tắt ngoài anh em. Đó, em bán giá 150.000 gồm 2 4 6 đầu, 6 đầu ha. 6 đầu gồm 5 nè. Rồi 5 8 7 9 10 rồi 12 ha. Rồi mã số 2 bán giá 150.000 ha. Tiếp theo mã số 3. Đó, mã số 3 em bán với giá là 380.000 anh em. Đó cũng là một bộ đầu khẩu của 3/8 luôn ha. 380. Rồi, đó. Thì em cho anh em một cái cần này ha, cần này của Toyota da băng luôn ha. Đó, Toyota da băng. Cái này thì cái đầu nối nè, rồi cho một thêm một cái biến về 1/4 nữa ha. Đó, một cái biến về 1/4. Cần thì đảo chiều bình thường. Rất là đã ha. Rồi gồm 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ha. Đó. Rồi em cũng có để theo cho anh em mấy cái đầu của 1/4 nữa nè ha. 1/4 thì 5.5 6 9 4 8 ha. Rồi 3/8 nè. 3/8 thì nó có là 13 10 12 14 17 rồi 10 ha, 17 rồi cái này 10 21 nha anh em ha, 21 ha. Đó.
Rồi đây 19 đây nè ha, 19. Rồi mã số 380.000 ha. Đó, một bộ đầu khẩu 1 phần có đầu quyến 1/4 và 3/8 ha. Đó, số 3 380. Rồi tiếp theo mã cuối cùng là mã số 4 là một bộ đầu khẩu 1/4 1/2 chứ, đầu khẩu 1/2 bán giá 420.000 anh em. Nó đầu lắc léo ha. Cần này của KTC nè. Đó. Có khúc nối nè, hai dài hình như là 12 mấy. Đó, khúc nối hay cũng khá là dài anh em, 1 gan, 2 gan ha, cần lắc léo ha anh em. Rồi, gồm 2 4 6 8 9 đầu ha. Đó, rất là rẻ ha, tính ra món có chơi được 40.000 anh em. 8 này ha. Thì một số có hiệu một số không anh em. 8 10 11 12 17 19 19 rồi 21 22 24 đó. Rồi bộ số 4 ha, 1/2 nha anh em. Em bán với giá là 420.000 ha. Rồi em xin kết thúc clip nha anh em. Rồi anh em nào mua mã số 1 thì em để vô cho anh em thêm cái đầu khẩu 17 nha anh em. Rồi xin kết thúc clip nha mọi người.